Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sáng Tạo Việt. Kính thưa quý vị, hiện nay thì hầu hết các hộ sản xuất phở khô nước ta đều phải phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết trong việc phơi, sấy bánh phở. Chính vì vậy mà việc mở rộng quy mô cũng như là tăng năng suất sản phẩm thì diễn ra hết sức khó khăn. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một giải pháp công nghệ có thể giải quyết được vấn đề này. Đó chính là máy sấy phở khô liên hoàn, không những giúp tăng năng suất mà còn giúp cho bánh phở chúng ta giữ được hương vị thơm ngon sau khi sấy. Và cũng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những thông tin bổ ích trong việc áp dụng thành công hệ thống quản lý môi trường ISO 14000. Và trước tiên thì chúng ta cùng làm quen với sự hiện diện của hai đội chơi có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu đội Sáng Tạo. Đội Sáng Tạo đến từ câu lạc bộ Thanh niên Khởi nghiệp Hà Nội với sự hiện diện của bạn Ngô Thu Hương và bạn Nguyễn Xuân Thảo. Xin được trân trọng giới thiệu đội Phát triển. Đội Phát triển đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam với sự hiện diện của bạn Nguyễn Thành Đồng và bạn Phạm Thị Thu Thúy. Và không thể thiếu trong mỗi một chương trình Sáng Tạo Việt đó là sự hiện diện của hai thành viên ban giám khảo. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của Tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Năng lượng Toàn diện. Xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của ông Đàm Quang Thắng, cố vấn cấp cao chương trình Khởi nghiệp Quốc gia, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Agricare Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và bây giờ thì chúng tôi xin mời hai đội chơi chúng ta bắt đầu phần thi đầu tiên trong chương trình hôm nay với tên gọi Sáng chế với cuộc sống. Thực tế sản xuất tại các làng nghề và các hộ gia đình sản xuất phở khô cho thấy công đoạn phơi sấy phở thường tốn rất nhiều thời gian, công sức mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết. Chính vì vậy nên rất khó kiểm soát được chất lượng sản phẩm hay chủ động được nguồn hàng hóa để cung cấp ra thị trường. Với kinh nghiệm hơn 10 năm công tác trong lĩnh vực cơ khí, anh Nguyễn Thế Triều và cộng sự đến từ xưởng thiết bị thực phẩm Thế Triều đã nghiên cứu và cho ra đời máy sấy phở khô liên hoàn, không những giúp khắc phục được nhược điểm của phương pháp phơi sấy phở truyền thống mà còn có thể giữ nguyên hương vị của nguyên liệu thực phẩm sau sấy. Ưu điểm của máy sấy phở khô này là thứ nhất thì nó đạt được đầu tiên về tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai là nó giảm bớt được nhân công của người lao động. Về thời gian để đưa ra số lượng sản phẩm cũng rút ngắn thời gian hơn rất là nhiều. Sản phẩm đầu ra thì đây là một hình thức sấy cưỡng bức cho nên là sản phẩm rất là trong suốt và đảm bảo độ bóng. Còn khi mình phơi ở bên ngoài thì nó phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều. Lúc nắng to thì sản phẩm dễ bị giòn gãy, và lúc nắng nhỏ thì sản phẩm lại có chiều hướng là cái màu nó hơi bị đục, nó không được trong, không được bóng như mình thấy cơ bức như này. Máy sấy phở khô liên hoàn của nhóm tác giả sử dụng hệ thống các dàn phơi con lăn tự động và được phân cấp từ 3, 5 đến 7 tầng tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Điểm mới của công nghệ đó chính là tác giả đã sử dụng luồng khí đối lưu tự động dẫn khí khô vào và lấy hơi ẩm ra để sấy khô phở. Qua thực tế sử dụng, máy sấy phở khô liên hoàn không chiếm nhiều diện tích, tiết kiệm điện, thời gian và nhân công lao động mà năng suất có thể đạt 200 đến 300 kg một giờ. Sản phẩm thu được sau sấy luôn đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Với những ưu điểm vượt trội trên, máy sấy phở khô liên hoàn của nhóm tác giả đã được ứng dụng rộng rãi ở Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác trong cả nước, góp phần hiện đại hóa ngành sản xuất và chế biến thực phẩm nước nhà. Thì thưa quý vị, như vậy là qua phóng sự vừa rồi thì quý vị đã có cái nhìn cận cảnh hơn về giải pháp công nghệ máy sấy phở khô liên hoàn. Và ngay ở đây trên sân khấu của chương trình Sáng Tạo Việt, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng tác giả của giải pháp công nghệ này, đó chính là anh Đào Việt Yên đến từ cơ sở sản xuất Thế Triều của tỉnh Nam Định. Xin chào anh. Xin chào anh Thái Tuấn, xin chào hai vị giám khảo và hai đội cùng chơi. Cảm ơn anh rất nhiều. Trước đây thì chúng tôi cũng đã từng nghe tới cơ sở của mình đã sản xuất những sản phẩm rất khác nhau, ví dụ như là máy làm bún rồi là bánh phở. Vậy xuất phát từ lý do nào mà anh và các cộng sự của mình lại tính tới việc tạo ra chiếc máy sấy phở khô liên hoàn này ạ? Thưa anh, chúng tôi là những người sản xuất về các thiết bị thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm về sản xuất bột gạo từ nông nghiệp. Vì thế chúng tôi tiếp xúc rất sớm với cái nền sản xuất về bún phở, nắm bắt được cái nhu cầu của bà con sản xuất về bún và phở, muốn có một cái thiết bị nhằm là nâng cao cái chất lượng sản phẩm cũng như là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cho nên chúng tôi đã nghiên cứu ra cái thiết bị sấy để nhằm giúp bà con chúng ta là làm được sản phẩm nhanh hơn, rút ngắn công đoạn. Qua đó thì nâng cao được cái chất lượng sản phẩm. Không hiểu là cái ưu điểm mà các anh cho rằng là nó lớn nhất trong chiếc máy sấy phở khô liên hoàn này là gì? Trong các cái máy sấy mà chúng tôi đã từng tham quan thì người ta có thể sấy theo dạng phòng sấy, bồn sấy cố định. Thì chúng tôi đã cải tiến nó thành sấy theo dây chuyền. Thì cái lượng bánh ra là nó liên tục và nó khớp với các cái quy trình công nghệ trước và sau nó. Ví dụ như là các quy trình tráng liên hoàn và hoặc là cái quy trình mà cắt sấy sau sấy thì chúng tôi làm cái máy liên hoàn này nhằm mục đích là có thể kết nối được các module sản xuất với nhau. Ngoài ra thì trong quá trình cấp nhiệt nhanh ấy, thì nó sẽ làm cho sợi bánh của mình nó trong và dai hơn. Nó không bị tiếp xúc nhiều với không khí bên ngoài, vì vậy nó sẽ giữ nguyên được cái màu sắc cũng như là độ trong dai của sản phẩm và hương điệu của sản phẩm. Rõ ràng là chúng ta đang thấy ở đây là những cái sản phẩm đầu ra đúng không ạ? Của chiếc máy sấy liên hoàn này thì trông nó đúng là rất là trong đúng không anh? Và vậy thì có bao nhiêu cái sản phẩm đầu ra từ chiếc máy sấy liên hoàn này, và anh có thể cho biết là cái sản phẩm đầu ra nó thì nó đáp ứng như thế nào về mặt thành phẩm, về mặt hương vị vân vân? Đối với cái máy sản xuất mà sấy liên hoàn này thì chúng tôi có cái hệ thống để kiểm tra về độ ẩm cũng như nhiệt độ của lò sấy. Thì ứng với mỗi một nhiệt độ và độ ẩm khác nhau thì chúng ta sẽ có một cái loại sản phẩm khác nhau. Ví dụ như là đối với phở cuốn ấy, chúng ta chỉ cần cái mặt phở nó xe lại thôi được. Thì mình sẽ set up một cái nhiệt độ nó thấp và các cái quạt gió hoạt động ở chế độ hợp lý. Và nếu như mà mình sấy để cán thành sợi và gói thành phẩm đóng sử dụng lâu dài ấy, thì chúng ta sẽ phải có một cái chế độ sấy phù hợp hơn. Toàn bộ cái quy trình sấy đấy thì nó sẽ được điều khiển bằng các cái hệ thống điện, bằng một cái bo điện tử. Sau đó thì nó sẽ kiểm tra độ ẩm các cái điểm trong cái khu vực sấy của mình. Qua đó thì sẽ đưa ra lệnh là hút ẩm hoặc là dừng cấp nhiệt tại vị trí thời điểm nào đó. Cảm ơn anh rất nhiều và hy vọng trong thời gian tới anh các cộng sự của mình sẽ tiếp tục hoàn thiện chiếc máy này và giúp nó có thể đưa ra những sản phẩm tối ưu với những cái đầu ra, sản phẩm đầu ra có thể nói là thơm ngon, sản lượng thì nhiều và giá thành của máy thì nó hạ để cho bà con có thể là sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Cảm ơn anh. Cảm ơn đồng tác giả sáng chế. Với hai đội chơi thì nhiệm vụ các bạn giờ đây là với những cái hiểu biết của mình, các bạn sẽ đưa ra những đóng góp cho chiếc máy sấy phở khô liên hoàn này, làm sao để cho chiếc máy có thể hoàn thiện hơn nữa và nhanh chóng ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Để làm được nhiệm vụ này thì các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra những cái đóng góp và ý kiến của mình trong khoảng thời gian 2 phút. Và nếu các bạn làm tốt nhiệm vụ của mình thì số điểm tối đa có thể nhận được đó là 2.000 điểm, tương đương với 2 triệu đồng. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời đội sáng tạo các bạn bắt đầu phần thi đầu tiên. Lời đầu tiên thì xin phép cho đội sáng tạo chúng tôi được gửi tới nhà sáng chế, ban giám khảo chương trình, các đội chơi và ekip chương trình cùng toàn thể tất cả quý khán giả trong ngày hôm nay lời chào, lời chúc sức khỏe về sản phẩm máy sấy phở khô liên hoàn. Đội chúng tôi có một số góp ý như sau. Cho chúng tôi thì nhà sáng chế có thể làm hình thức đó là nâng một phần máy lên trên, tức là mình sẽ chồng hai phần máy với nhau. Bộ phận nồi hấp thì có thể được nâng lên trên bộ phận sấy phở bên dưới. Cái thứ hai, do trong quá trình hấp hơi nước thoát ra khá là nhiều, dẫn tới là hao nhiệt, từ đấy dẫn tới là hao điện. Thì bên ý kiến đội chúng tôi thì cũng có ý kiến là khi mình nâng bộ phận nồi hấp lên trên, mình sẽ bố trí một hệ thống quạt đối lưu từ tầng dưới lên tầng trên. Cái thứ ba, mặc dù đây là máy sấy phở khô liên hoàn, nhưng cái buồng sấy của nó thì mình cũng có thể là ứng dụng cho nhiều những sản phẩm khác như là sản phẩm nông nghiệp. Thì trên đây là một số ý kiến đóng góp của bên đội chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn ạ. Xin thưa với các bạn là cái sản phẩm mà khi mình nâng cái phần tráng lên trên ấy thì nó rất khó để điều khiển cái phần tráng, độ mỏng mình không kiểm soát được. Thứ hai là trong cái quá trình tráng ấy thì mình phải sử dụng nhiều nước, khi nước nó sẽ xuống cái phần sấy thì nó cũng chưa thực sự hiệu quả. Tuy nhiên chúng tôi sẽ
tiếp thu cái ý kiến của bạn và chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thiện nó hơn. Cảm ơn ạ. Xin cảm ơn và chúc mừng đội sáng tạo, các bạn đã hoàn thành phần thi. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời đội phát triển, các bạn tiếp tục. Thay mặt cho đội phát triển, gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến với cả ban giám khảo, đội cùng chơi và các quý vị đang xem chương trình của chúng ta ngày hôm nay, và đặc biệt là tác giả của sáng chế máy sấy phở khô liên hoàn. Đội tôi có một số ý kiến góp ý với cả tác giả về việc hoàn thiện thêm máy như sau ạ. Thì đầu tiên chúng ta có thể lắp thêm hệ thống tự động cắt máy cắt phở ở cuối chu trình đầu ra của máy, và chúng ta có thể lắp thêm hệ thống kính hoặc là nhựa chịu nhiệt xung quanh hai đầu của máy sấy để cho lượng nhiệt đỡ bị thoát ra. Tiếp theo là chúng ta có thể lắp thêm hệ thống bình chứa dưới này, chúng ta để giữ lại nước, nước chảy xuống chúng ta có thể dùng để vào các việc như là tưới tiêu, để rửa ráy máy móc cũng được ạ. Trên đây là toàn bộ ý kiến của nhóm phát triển. Vâng, cảm ơn góp ý của bạn. Đây là hệ thống sấy ạ. Còn cái hệ thống cắt ấy, thì chúng tôi đã làm theo kiểu là khi mà chúng ta ra được sản phẩm như này thì mới đến hệ thống cắt bạn ạ. Chứ còn nếu mà cắt liên hoàn, cắt luôn ấy, thì các cái cơ tính của cái sản phẩm nó chưa đồng đều. Cho đến khi cắt, ấy, cái quá trình tạo sợi nó sẽ không được đẹp. Vì thế là chúng tôi đưa cái mô đun cắt ra bên ngoài. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng tôi xin chúc mừng hai đội chơi. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên. Và xin cảm ơn đồng tác giả sáng chế anh Đào Vĩ Yên ngày hôm nay đã đến và chia sẻ với chương trình cái giải pháp công nghệ có thể nói là rất hữu ích. Hy vọng anh cũng tụng sự trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu để thể cho ra đời chiếc máy này phiên bản mới thành công hơn nữa. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn đồng tác giả, chúc mừng hai đội chơi đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin nhận xét hai đội như sau. Thứ nhất về đội sáng tạo thì có đưa ra được 3 cái sáng kiến, 3 cái góp ý. Thứ nhất là giảm, làm sao mà giảm được kích thước của sản phẩm. Vì đây là một dàn sấy thì có chiều dài là khá lớn. Thì như vậy sẽ bà con áp dụng sẽ khó hơn. Tuy nhiên thì ý kiến này cũng đóng góp rất là hay, nhưng mà các bạn lại chưa đưa ra được giải pháp tối ưu. Cái ý kiến thứ hai đó là mở rộng phạm vi ứng dụng cho giải pháp hữu ích cho cái sản phẩm này. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi, đây là một ý kiến cũng hay, nhưng tuy nhiên nó sẽ làm tăng thêm cái giá thành của cái thiết bị. Và như vậy thì phải chăng nó lại sẽ không hiệu quả được đối với người sử dụng, và người sử dụng người ta sẽ khó chấp nhận hơn, khó dùng hơn. Về đội phát triển thì cũng có 3 cái ý kiến. Ý kiến thứ nhất là lắp thêm cái hệ thống cắt phở vào thì cũng đúng, nhưng tuy nhiên hiện nay thì cái giải pháp này đã dùng rồi, vì đây là hệ thống sấy cho nên cái phần đấy thì hoàn toàn là không tăng thêm giá trị để giúp cho sản phẩm có thể bán được hơn hay là sử dụng tốt hơn. Cái ý kiến thứ hai đó là lắp thêm các cái vách ngăn giống như vách ngăn bằng kính hoặc là bằng kim loại ở hai đầu. Cái ý kiến này tức là giúp cho giảm cái lượng nhiệt thất thoát, thì theo quan điểm của tôi thì ý kiến này cũng có thể giúp được cho tác giả là sẽ cải tiến cái hệ thống của mình hơn. Cái ý kiến thứ ba đó là tận dụng lại cái nguồn nước khi mà cái bánh phở di chuyển trên đường có thể bị rơi ra đấy chẳng hạn. Thế thì ý kiến này thì thực sự là không cần thiết. Và sơ bộ thì tôi đánh giá là hai đội chơi thì có những ý kiến đóng góp, tuy nhiên thì những ý đóng góp này chưa thực sự mang tính chất là giúp cho nhóm tác giả có thể phải thay đổi hoặc phải cải tiến để giúp cho sản phẩm tốt hơn, hữu ích hơn. Xin hết ạ. Xin cảm ơn hai đội chơi. Thì với cái phần 1 là cái phần sáng chế với cuộc sống, thì cái nhiệm vụ của hai đội chơi các bạn là làm sao các bạn hoàn thiện được cái sáng chế, hoàn thiện được cái giải pháp công nghệ để làm sao chúng ta thương mại hóa được. Và thương mại hóa được thì chúng ta phải đáp ứng được hai cái yêu cầu. Một là cái yêu cầu của khách hàng và cái nhu cầu của thị trường. Mà khách hàng thì người ta yêu cầu cái gì? Yêu cầu thứ nhất là cái là về an toàn thực phẩm. Yêu cầu thứ hai là về chất lượng của cái bánh phở khi chúng ta làm ra. Và một cái khách hàng nữa là cũng là gián tiếp nữa, đó là cái người kinh doanh những cái sản phẩm đó, những cái người buôn bán.
người trung gian ở giữa, người ta bán cái sản phẩm đó, người ta cũng phải yêu cầu rất là nhiều từ cái chuyện là bảo quản như thế nào và an toàn thực phẩm như thế ra sao. Và cái người khách hàng trực tiếp là cái người mà mua cái hộ B2B bán cho cái hộ gia đình hoặc là các cơ sở sản xuất ra bánh phở, thì cái người khách hàng trực tiếp đấy thì người ta quan tâm rất nhiều đến cái việc là cái hiệu quả sử dụng, cũng như cái an toàn trong sử dụng, cũng như cái thuận tiện trong sử dụng. Thì tổng hợp lại toàn bộ cái yêu cầu, cái nhu cầu của khách hàng, của thị trường như vậy, thì chúng ta các đội chơi được yêu cầu là phải làm sao để cái giải pháp công nghệ hoặc cái sáng chế của tác giả phải đáp ứng được toàn bộ những cái khâu như vậy, toàn bộ những cái yêu cầu từ cái người sử dụng nhỏ nhất cho đến cái người trực tiếp, khách hàng trực tiếp. Tuy nhiên thì qua cái phần đóng góp của hai đội chơi thì chúng tôi thấy là các bạn chưa đưa ra được đóng góp quá nhiều về mặt kỹ thuật, là chúng ta phải làm sao mà tăng được cái hiệu quả sử dụng, tối ưu hóa được cái công nghệ thì các bạn chưa đưa ra được. Và cái phần về chất lượng sản phẩm cũng như an toàn thực phẩm thì các bạn cũng chưa đưa ra được những cái đóng góp mà thực sự mang lại để thuyết phục được ban giám khảo chúng tôi, thuyết phục được cái nhà sáng chế để tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Thì đó là cái nhận xét của chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên ban giám khảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là điểm số dành cho các đội chơi sau khi hoàn thành phần thi đầu tiên là như thế nào. Với đội sáng tạo, ở phần thi đầu tiên các bạn nhận được 1.000 điểm, tương đương với 1 triệu đồng. Xin chúc mừng. Đội phát triển, các bạn cũng đã rất nỗ lực ở phần thi này và điểm số dành cho các bạn ở phần thi đầu tiên đó là 1.000 điểm, tương đương 1 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Như vậy là cả hai đội chơi chúng ta đã có số điểm tương đối khích lệ ở phần thi đầu tiên. Hy vọng các bạn sẽ làm thật tốt ở phần thi tiếp theo mang tên Khởi nghiệp cùng sáng chế. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, phần thi Khởi nghiệp cùng sáng chế. Thưa quý vị, ở phần thi thứ hai này thì dưới góc độ là người hợp tác đầu tư hoặc tiếp nhận chuyển giao giải pháp công nghệ, thì hai đội chơi chúng ta sẽ xây dựng phương án khởi nghiệp của mình, làm thế nào để giải pháp công nghệ của tác giả có thể đi vào ứng dụng thực tế một cách rộng rãi và hiệu quả nhất. Các bạn sẽ có khoảng thời gian là 5 phút để thảo luận và trình bày phần trình bày của mình lên bảng giấy, và mỗi đội sẽ có khoảng thời gian trình bày là 3 phút. Số điểm các bạn có thể đạt được ở phần thi thứ hai này tối đa là 4.000 điểm, tương đương với 4 triệu đồng. Bây giờ xin mời hai đội chơi bắt đầu phần thi thứ hai. Hết giờ. Xin cảm ơn cả hai đội chơi và chúng tôi xin mời đội sáng tạo các bạn trình bày phần khởi nghiệp cùng sáng chế. Xin mời các bạn. Kính thưa ban giám khảo, sau đây thì tôi thay mặt cho đội sáng tạo xin trình bày phần thi khởi nghiệp cùng sáng chế sản phẩm máy sấy phở khô liên hoàn. Giá trị cốt lõi thì sản phẩm này sẽ giải quyết một cái vấn đề là nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình hay những nhà sản xuất phở về cái việc mà cần một cái máy sấy phở khô để tạo ra những sản phẩm chất lượng, nhanh chóng và tiện lợi. Ưu điểm vượt trội là sẽ không phụ thuộc vào thời tiết. Mặc dù nắng hay mưa sẽ đều có thể sấy phở khô được. Thứ hai là sẽ tiết kiệm nhân công, diện tích. Và thứ ba là sẽ vẫn giữ được cái hương vị phở và sản phẩm rất dai, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai là về giải pháp thị trường, đội tôi sẽ chọn mô hình là khởi nghiệp là kết hợp với nhà sáng chế để cùng sản xuất kinh doanh. Thứ hai là về phân khúc thị trường thì lựa chọn phân khúc là đặc biệt là những cái tỉnh mà sản xuất phở đầu tiên, sau đó thì sẽ mở rộng ra nước ngoài, những cái nước mà có nền nông nghiệp giống Việt Nam như Lào, Thái Lan, sau đó sẽ mở rộng ra những các nước lớn hơn. Tiếp theo là khách hàng mục tiêu là những cá nhân, hộ gia đình sản xuất phở, có thể với khối lượng lớn, những cái làng sản xuất phở bún. Thứ hai là những cái có thể là những cái đại lý trung gian về chuyên sản xuất máy móc. Thứ ba là về giải pháp marketing, vừa là online vừa offline. Thứ nhất là đội chúng tôi sẽ chọn là sẽ quảng cáo qua website, Facebook là có thể lên sàn thương mại điện tử. Thứ hai là qua những cái chương trình trên báo đài, trên phương tiện thông tin đại chúng. Thứ ba là có thể mang đến những hội chợ triển lãm để có thể mang rộng cái sản phẩm máy sấy phở khô liên hoàn đến nhiều người hơn. Và có những chính sách chăm sóc khách hàng hậu mãi tối ưu. Và quan trọng hơn là phải liên tục lấy phản hồi của khách hàng để có thể cải tiến sản phẩm. Cuối cùng là về nguồn tài chính. Nguồn tài chính thì ban đầu chúng tôi dự kiến là cái nguồn đầu tư ban đầu là khoảng 2 tỷ rưỡi. Đầu tư vào những nguồn về xưởng, về nhân công, về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, vân vân. Và có một khoản cho nhà sáng chế. Đội tôi dự kiến là trong khoảng 1-2 tháng đầu thì sẽ đầu tư vào quảng cáo. Sau đó thì sẽ bán ra sản phẩm. Trung bình sẽ khoảng 1 tháng, khoảng 2 sản phẩm. Và thời gian hoàn vốn sẽ khoảng từ 12 đến 15 tháng. Khi mà sản xuất được nhiều rồi thì đội tôi sẽ cố gắng là sẽ có những cái công nghệ để sản xuất ra hàng loạt. Và trên đây là cái phần thuyết trình của đội chúng tôi, và xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần trình bày của đội sáng tạo. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần thi thứ hai, một phần trình bày rất là nhanh chóng, gọn gàng. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời đội phát triển các bạn
thực hiện phần thi thứ hai này. Kính thưa ban giám khảo cùng đội chơi, thì tôi xin được đại diện cho nhóm phát triển trình bày cái phần thi khởi nghiệp cùng sáng chế ạ. Giá trị cốt lõi của sáng chế đây là gì? Giá trị cốt lõi chính là tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí hoạt động, từ đó có thể tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian. Và cái việc sử dụng sáng chế này thì sẽ hoàn toàn chủ động về mặt thời gian, thời tiết và giảm được nhân công. Tiếp theo là đến phần giải pháp thương mại hóa. Thì mô hình doanh nghiệp mà chúng tôi hướng tới đó chính là hợp tác với tác giả. Đồng thời với đó là chúng tôi sẽ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ. Tiếp theo là về khách hàng mục tiêu. Thì chúng tôi hướng tới những khách hàng chính sau đây. Thứ nhất là các làng nghề truyền thống, các cơ sở đã sản xuất phở khô. Tiếp theo là các cơ sở sản xuất những sản phẩm có nguyên liệu bột tương tự, ví dụ như là bánh nan nem, bánh cuốn, bánh tráng, bún, vân vân ạ. Từ những khách hàng mục tiêu đó, chúng tôi hướng tới phương pháp truyền thông vừa online vừa offline, sẽ tổ chức các hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm. Thông qua các cuộc thi sáng chế thì cũng là một hình thức để quảng bá rộng cái sản phẩm của mình. Tiếp theo là chúng tôi sẽ có kế hoạch marketing bằng cách giảm giá, chiết khấu, lập trang web, vân vân. Và tổng vốn đầu tư của chúng tôi là 2 tỷ và dự trong vòng 12 tháng thì sẽ hoàn vốn. Với lợi nhuận trên một sản phẩm là 30, dự tính trong vòng 1 năm được 12 sản phẩm và tổng lợi nhuận là 360 triệu trên vòng 1 năm. Và trên đây là phần trình bày của nhóm tôi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần trình bày của đội phát triển. Cảm ơn cả hai đội chơi. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần thi thứ hai. Và chúng ta sẽ cùng nghe những nhận xét đánh giá từ phía các thành viên ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn phần trình bày của hai đội chơi. Thì đối với cái phần khởi nghiệp cùng sáng chế, thì nhiệm vụ của hai đội chơi là các bạn phải làm sao xây dựng được một cái mô hình kinh doanh. Thì trong mô hình kinh doanh thì nó phải thể hiện hết tất cả những cái yếu tố cần và đủ. Ví dụ như là các bạn bán cái gì, bán cho ai, nguồn lực ở đâu, phân bổ chi phí như thế nào. Rất nhiều cái mà nó liên quan trực tiếp với cái việc là hợp tác với tác giả. Và trong cái chương trình của chúng tôi cũng nói rất là rõ là các bạn phải đóng vai trò là một nhà đầu tư hay là một nhà hợp tác với nhà sáng chế. Thì trong này tôi chưa thấy rõ là các bạn là hợp tác với sáng chế như thế nào, theo doanh thu, theo sản phẩm hay là đóng góp vào cổ phần, lấy sáng chế làm cổ phần hay lấy công nghệ làm cổ phần. Thì tôi chưa thấy các bạn nêu rõ được về cái cơ cấu phân bổ cũng như là cái hợp tác cụ thể. Còn về phần nhận xét của hai đội chơi thì tôi thấy là cái thứ nhất là cái giá trị cốt lõi. Chúng ta vẫn thiên về cái là kể nhiều hơn về tính năng sản phẩm. Phần thị trường cũng như vậy. Thị trường chúng ta không phải chúng ta nhìn vào cái thị trường mà hiện nay chúng ta đang bán cái máy, mà thị trường chúng ta nhìn vào là cái sản phẩm cuối cùng của chúng ta, đó là cái sản phẩm cái phở ăn liền. Mà cái đã sản phẩm như vậy thì cái kênh mà truyền thống cũng chỉ là một phần, một kênh thôi. Rất nhiều cái kênh khác, cái làng nghề truyền thống chỉ là một kênh. Rất nhiều cái kênh mà chúng ta phải làm sao chúng ta xây dựng thương hiệu được. Sản phẩm đó phải global được, sản phẩm cuối cùng phải global được, cái sản phẩm máy cũng phải global được. Để làm sao mà nó maximum hóa được cái thị trường, làm sao scale up lên được cả cái thị trường thành phẩm cuối cùng lẫn cái thị trường cái máy. Thì đó chúng ta mới lên được cái tổng thị trường, là chúng ta mới biết rằng là chúng ta không phải bán lãi 360 triệu hay là chúng ta không phải bán là 12 cái máy. Mà chúng ta có thể là bán nhiều hơn nữa nếu mà cái thị trường cuối cùng người ta có. Thì về phần 2 trình bày của hai đội chơi thì tôi thấy là các bạn cũng đã nêu được một số cái vấn đề. Tuy nhiên ấy thì chi tiết hơn nữa, chúng tôi cần những cái chi tiết hơn nữa, chúng tôi cần những cái đánh giá tốt hơn nữa, chúng ta cần cái mô hình rõ hơn nữa, đặc biệt là mô hình nguồn thu. Nguồn thu như thế nào? Thu ở đâu? Phân bổ cái chi phí 2 tỷ đó như thế nào? Cho nhà xưởng sản xuất hay là cho tác giả sáng chế, hay là dùng 2 tỷ đấy để xây dựng cái thương hiệu máy, hay là dùng 2 tỷ đó để một phần nào đó xây dựng cái thương hiệu một cái sản phẩm cuối cùng là cái bánh phở khô. Thì đó là cái mà chúng tôi cần nhiều nhất, thì các bạn cũng chưa nêu được ra. Thì như cái phần mà giá trị cốt lõi thì các bạn cũng đã có trình bày rồi, nhưng tuy nhiên thì đây cũng chưa thể hiện được cái giá trị cốt lõi của cái sản phẩm. Cái phần thứ hai, giải pháp thị trường, thì các bạn là chưa mô tả rõ được, chưa nêu rõ được cái giải pháp thị trường của mình với sản phẩm, vì các bạn chưa nắm được quy mô sản phẩm. Vì khi mà chúng ta có được quy mô của sản phẩm, tức là ta phải có những con số. Ở đây là những giả thuyết mang tính chất là không phải là lý thuyết hoàn toàn, có sự khảo sát điều tra thì mình biết được cái nhu cầu quy mô nó lớn đến mức nào. Chứ bây giờ các bạn cứ nói là quy mô trong nước và ngoài nước thì ai chẳng muốn bán cả ngoài nước nữa, đúng không? Bán cả trong nước
Thế và hai đối tượng khách hàng các bạn chưa nhắm được đúng đối tượng khách hàng, các bạn đã kết hợp với nhà sáng chế thì phải tạo ra được một cái sản phẩm có uy tín và nhắm tới khách hàng, đó là những doanh nghiệp họ đang sản xuất bán những cái bánh phở khô chẳng hạn trên thị trường. Thế thì tôi, theo quan điểm tôi thì mình nên nhắm tới đó là B2B thì có vẻ là sẽ dễ thành công hơn. Thế còn khi các bạn triển khai marketing chẳng hạn như website online, offline thì rất là tốt rồi. Tuy nhiên tôi thấy rằng các bạn đem đi triển lãm thì bởi vì cả một hệ thống này rất là lớn, mà khi đem đi triển lãm thì cái đối tượng khách hàng mà tham quan không hẳn là đối tượng khách hàng mà mình nhắm tới được. Và như vậy thì nhóm tác giả sẽ tốn rất nhiều chi phí, cho nên tôi thấy cũng chưa phù hợp. Nguồn tài chính thì các bạn ở đây có đưa ra nguồn tài chính thì với tôi thì thấy như thế này là cũng khá là lớn. Các bạn định sản xuất bao nhiêu cái mà các bạn đề ra là 2 tỷ rưỡi hay 3 tỷ thì theo tôi các bạn cũng phải cần cân nhắc tính toán kỹ hơn. Vì khi bán được một sản phẩm thì cái giá trị về nguyên vật liệu mình đã được hồi vốn rồi, lại dùng cái đấy để làm những sản phẩm khác. Thế thì lúc đấy thì mình tính toán được là mình sản xuất số lượng sản phẩm bao nhiêu thì quy mô nguồn vốn nó mới tương ứng. Như tôi thấy hai đội trình bày thì chưa rõ được cái đấy, cho nên nếu nếu là nhà đầu tư hay đứng góc độ ở nhà khởi nghiệp ấy, thì nó sẽ khó thực hiện được, đó là điểm hòa vốn, khó thành công được. Chúc mừng hai đội chơi. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần thi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Và rõ ràng là ở phần thi thứ hai thì các đội chơi đã cố gắng hơn rất nhiều. Và chúng ta chờ xem là ban giám khảo sẽ dành số điểm như thế nào tới cho các đội chơi ở phần thi này. Với đội sáng tạo ở phần thi thứ hai, các bạn nhận được 2.400 điểm. Và tổng điểm các bạn nhận được sau khi đã hoàn thành hai phần thi trong chương trình ngày hôm nay đó là 3.400 điểm, tương đương với 3.400.000 đồng. Xin chúc mừng. Đội phát triển ở phần thi thứ hai, các bạn đã cố gắng rất nhiều và điểm số các bạn nhận được cao hơn một chút so với đội sáng tạo, đó là 2.800 điểm. Và tổng số điểm các bạn đã có được sau khi vượt qua được hai phần thi trong chương trình hôm nay đó là 3.800 điểm, tương đương với 3.800.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Chắc chắn là các đội chơi chúng ta còn cố gắng bởi vì phía trước chúng ta còn nhiều phần thi nữa. Và bây giờ thì một lần nữa chúng tôi nói lời cảm ơn các thành viên từ ban giám khảo với những đóng góp của các vị trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị sức khỏe. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi thứ 3 trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay, phần thi lựa chọn thông minh. Kính thưa quý vị, ở phần thi thứ 3 này thì chúng tôi sẽ có hai tình huống với hai câu hỏi dành cho các đội chơi của chúng ta liên quan đến pháp luật về thành lập, quản trị, điều hành doanh nghiệp và các hệ thống công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Và nhiệm vụ các đội chơi của chúng ta là nghe câu hỏi và bấm đèn trả lời câu hỏi theo các phương án A, B hoặc C. Bấm đèn trước trả lời đúng các bạn sẽ có 500 điểm. Bấm đèn trả lời sau, trả lời đúng các bạn chỉ có 300 điểm mà thôi. Hãy nhớ tới điều đó. Và phần thi thứ 3 này thì chúng tôi sẽ dành cho cả hai đội chơi một lần sử dụng chữ S may mắn để đặt cược. Nếu sử dụng chữ S may mắn trả lời đúng thì số điểm ở câu trả lời đó sẽ được nhân lên gấp đôi. Còn nếu trả lời sai thì chúng tôi sẽ trừ đi của đội chơi 250 điểm. Và bây giờ thì xin mời cả hai đội chơi chúng ta chú ý để theo dõi đoạn phim tình huống đầu tiên. Làm ăn như thế này có chết không chứ? Lại chuyện gì đấy hả? Bạn ơi... Ông Chiến đấy à? Phải ai đâu mà từ sáng giờ, sao mới sáng ra đã lớn tiếng thế? Chỉ bực hết cả mình, mấy cái nhân viên vừa đi ra đấy. Anh cứ bình tĩnh, em thấy là anh quát mắng nhân viên cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu. À thôi không sao, hai người ngồi chờ tôi xử lý xong cái đống hồ sơ này, rồi chúng ta cùng đi thăm người ốm nhá. Này, tôi thấy hình như công ty ông đang có vấn đề về hệ thống quản lý môi trường. Hôm trước có đoàn thanh tra đến đúng không? Khổ lắm, tôi đã áp dụng hệ thống xử lý nước thải hiện đại nhất hiện nay rồi, đúng không? Cắt cử một nhóm chuyên gia chuyên nghiên cứu phân tích nguồn nước thải thải ra môi trường. Không hiểu dưới nhà máy người ta làm ăn kiểu gì. Đấy, thế mà thi thoảng nước thải thải ra môi trường vẫn không đạt chuẩn. Thế là công ty bị phạt, thế mới đau chứ đấy. Ôi dồi, thôi, bình tĩnh. Thế anh bị phạt nhiều không? Nhiều ít không quan trọng, mà quan trọng ở đây là uy tín của công ty. Đấy, mà uy tín công ty tôi tạo dựng bao nhiêu năm nay, ông biết rồi đúng không? Này, tôi thấy hệ thống quản lý bên ông có vấn đề rồi đấy, ông nên xem lại đi. Theo tôi ấy, thì ông nên mời thử chuyên gia về để tư vấn và áp dụng ISO 14000 đi. ISO 14000 á? Không. Bây giờ nói ISO 14000 mà vẫn mắt tròn mắt dẹt như thế thì thỉnh thoảng bị phạt là đúng rồi. ISO 14000 ấy là hệ thống quản lý môi trường. Nó giúp công ty của ông ấy đẩy mạnh việc quản lý môi trường này, cải thiện nguồn lực này, giảm chất thải và cắt giảm chi phí. Ngoài ra ấy, ISO 14000 ấy nó còn giúp công ty ông quản lý nội bộ trong tất cả các khâu, tạo ra sự cạnh tranh đối với các công ty không áp dụng bộ tiêu chuẩn này. Hay, quá hay. Nào, đôi khi tôi thấy mình bảo thủ, tiếc vài đồng lẻ,
đâm ra lại hỏng việc. À, mấy người đâu rồi? Thôi thôi anh ơi. Thấy rồi á. Anh lại gọi mắng chúng nó làm cái gì? Chỉ phải nói để cho chúng nó biết chứ đi. Thì thực ra là thế này. Hai cái cô cậu nhân viên mà vừa rồi mặt xị đi ra ngoài ấy. Vâng. Lần trước cô tư vấn tôi là nên áp dụng ISO 14-15000, nhưng mà tôi gạt thắt đi, tôi không đồng ý, lại còn mắng như một trận nữa chứ. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại mới thấy mình. Thế mình làm sao? Hồ đồ. À mà này, thế hệ thống ISO 14-15000 mà ông vừa tư vấn ấy là áp dụng cho quản lý môi trường. Vậy môi trường ở đây ấy là được áp dụng cho những đối tượng nào? Đơn thuần chỉ là khâu sản xuất tạo ra sản phẩm hay tất cả các khâu trong doanh nghiệp? Ví dụ như là bộ phận chăm sóc khách hàng này, bộ phận thu mua đầu vào của sản phẩm à? Vấn đề đấy thì... Thôi, cái vấn đề này thì anh hỏi anh Chiến làm sao anh ấy biết được. Anh ấy có phải là chuyên gia đâu. Anh mà muốn biết rõ ràng ấy thì anh cứ mời chuyên gia về mà giải đáp cho anh. Còn bây giờ ấy, còn bao nhiêu giấy tờ anh giải quyết nhanh nhanh đi rồi anh em mình đi thăm người ốm. Rồi, ok, ok. Đúng đấy, đúng đấy. Tôi chỉ là kỹ sư điện thôi. Thôi mời chuyên gia đi. Thì tôi biết rồi này. Chờ tôi tí nhá. Như vậy là cả hai đội chơi chúng ta đã theo dõi đoạn phim tình huống và câu hỏi dành cho các bạn như sau. Khi xác định khía cạnh môi trường trong doanh nghiệp để áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000, tức là A. Chỉ xác định cho các hoạt động sản xuất chính tạo ra sản phẩm chính của doanh nghiệp. B. Chỉ xác định cho sản phẩm và dịch vụ. Hay C. Xác định cho mọi hoạt động sản phẩm và dịch vụ trong phạm vi được mô tả của hệ thống. Xin mời hai đội chơi. Như vậy là hai đội chơi chúng ta đã đưa ra những phương án trả lời khác nhau. Đội sáng tạo các bạn lựa chọn phương án C là câu trả lời. Và sau khi đó thì đội phát triển các bạn suy nghĩ một lúc và cân nhắc đưa ra phương án trả lời là phương án A. Và để biết đáp án của chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến giải thích của chuyên gia. Xin chào hai đội chơi và quý vị khán giả. ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công nhất của tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Tiêu chuẩn này được ban hành lần đầu tiên vào năm 1996 và đã được xem xét ban hành lại lần thứ 3 năm 2015. Đến nay ISO 14001 các yêu cầu hướng dẫn và sử dụng áp dụng rộng rãi tại 192 quốc gia trên toàn thế giới. Khi xác định khía cạnh môi trường trong doanh nghiệp để áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, tức là phải xác định cho mọi quá trình hoạt động sản phẩm và dịch vụ trong phạm vi được mô tả của hệ thống. Như vậy phương án C là đáp án đúng. Và đáp án chính xác từ chương trình đó là phương án C. Xin chúc mừng đội sáng tạo. Chúc mừng các bạn. Như vậy là câu hỏi này thì đội sáng tạo đưa ra phương án trả lời đúng. Các bạn có thêm một quỹ điểm của mình 500 điểm nữa. Và hiện tại sau khi đã vượt qua được câu hỏi đầu tiên ở phần thi thứ 3 này thì số điểm của đội sáng tạo hiện tại là 3.900 điểm, tương đương với 3.900.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Với đội phát triển, các bạn đã suy nghĩ kỹ, nhưng mà cuối cùng thì các bạn đưa ra phương án trả lời chưa chính xác. Chính vì vậy thì điểm số các bạn ở thời điểm này, sau khi đã vượt qua được câu hỏi đầu tiên ở phần thi thứ 3, là 3.800 điểm, tương đương với 3.800.000 đồng. Xin chúc mừng. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời hai đội chơi, chúng ta sẽ theo dõi đoạn phim tình huống tiếp theo. Dạ đấy, báo cáo anh Bình là sự việc nó là như thế anh ạ. Cho nên là... Không sao đâu, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Nói thật với anh này, tôi không thể thông cảm cho anh được. Bây giờ không có vốn thì anh phải tìm cách xoay sở ra vốn chứ. Thì em nói với anh rồi, hoàn cảnh gia đình em nó như thế. Đấy, vợ em bị lừa mất hết cả tiền đã tích góp bấy lâu nay. Mà cái số tiền đấy là số tiền mà em định góp vốn để thành lập công ty. Thế cho nên là... Hay là em còn cái mảnh đất ở ngoài thị trấn ấy, là đứng tên vợ chồng em. Đấy, thế bây giờ em lấy cái quyền sử dụng đất đấy để em góp vốn thành lập công ty, thế được không? Tôi nói cho anh biết thế này này. Đăng ký kinh doanh thì chúng ta đã được cấp rồi. Anh còn hứa là trong vòng 90 ngày anh sẽ góp 1 tỷ đồng vào vốn điều lệ của công ty. Khổ quá. Thế cái mảnh đất đấy nó của em phải tỷ mốt đấy. Tôi không cần biết giá trị mảnh đất của anh là bao nhiêu tiền nhá. Nhưng việc thay đổi giá trị góp vốn sau khi chúng ta đã được cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp ấy thì phải do Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định mới được. Làm gì mà phức tạp thế anh? Em nghĩ cái việc này chỉ cần sự đồng ý của đa số các thành viên trong công ty là được mà. Đúng rồi. Khi mà mình góp vốn ấy thì mình chỉ cần sự thỏa thuận giữa các thành viên. Thế cho nên bây giờ thay đổi ấy, thì chỉ cần các thành viên đồng ý là được. Thế liên quan gì đến nhà nước? Sao lại không liên quan? Anh nói mà anh chẳng hiểu cái gì cả. Tôi nói cho anh biết, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp là do họ cấp cho chúng ta. Thì đương nhiên hồ sơ của chúng ta phải là họ quản lý chứ.
em thấy cũng có lý. Nhưng mà này, em nghĩ có khi cần phải cả hai cái điều kiện đấy. Thứ nhất là cần phải có sự đồng ý của đa số các thành viên trong công ty. Và thứ hai là mình phải báo cáo việc này lên sở kế hoạch và đầu tư. Ôi dồi dồi, thôi, lằng nhằng quá. Nói tóm lại, em còn mỗi cái mảnh đất đi thôi. Nếu mà góp được thì em góp, còn không thì em rút. Như vậy là cả hai đội chơi đã theo dõi đoạn phim tình huống. Và chúng tôi thấy là các bạn hết sức quyết tâm. Cả hai đội chơi đều sử dụng chữ S may mắn để đặt cược ở câu hỏi thứ hai này. Câu hỏi dành tới cho hai đội chơi như sau. Anh Minh cam kết góp vốn 1 tỷ đồng để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Tuy nhiên, trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, anh Minh lại muốn thay đổi tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất thì cần điều kiện nào sau đây? A. Được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. B. Được sự đồng ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hay C. Cả hai điều kiện trên. Xin mời cả hai đội chơi. Cả hai đội chơi chúng ta đều lựa chọn phương án C là câu trả lời. Đội phát triển các bạn là đội đưa ra phương án trả lời trước. Điều quan trọng nhất ở thời điểm này, đáp án chính xác từ câu hỏi sẽ là gì? Thưa các bạn, theo quy định tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp hiện hành về thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp thì thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp. Và với lời giải thích như vậy thì đáp án chính xác ở đây, rất tiếc, không phải là đáp án C mà là phương án A. Cả hai đội chơi chúng ta ở câu hỏi quyết định này thì các bạn phải nói là đã rất là quyết tâm, rất là nhanh chóng. Nhưng thật tiếc là chúng tôi lại không có điều kiện để có thể cộng thêm điểm của các đội chơi, mà cái việc mà chúng tôi phải làm đó là trừ đi của mỗi đội chơi 250 điểm. Và với đội sáng tạo, sau khi các bạn đã vượt qua được cả hai câu hỏi ở phần thi thứ 3 thì điểm số các bạn còn lại ở thời điểm này đó là 3.650 điểm, tương đương với 3.650.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Với đội phát triển, chúng tôi cũng buộc phải trừ đi của các bạn 250 điểm. Và điểm số còn lại ở thời điểm này các bạn đó là 3.550 điểm, tương đương với 3.550.000 đồng. Xin chúc mừng. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đội sáng tạo với chiến thắng rất sát sao. Các bạn là đội chiến thắng để bước vào phần thi cuối cùng trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Phần thi đặc biệt. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi cuối cùng trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Phần thi đặc biệt với sự hiện diện của hai thành viên của đội sáng tạo. Chúc mừng các bạn một lần nữa. Và bây giờ thì chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ làm một nhiệm vụ khó khăn nhất nhưng sẽ thành công nhất. Đó là trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức liên quan đến hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 trong khoảng thời gian rất ngắn là 60 giây. Trong khoảng thời gian 60 giây đó, nếu chúng ta trả lời đúng cả 5 câu hỏi thì các bạn sẽ nhận được một phần thưởng trị giá là 2 triệu đồng từ ban tổ chức của chương trình. Và hãy nhớ là chúng ta có tối đa là 2 lượt trả lời cho một câu hỏi. Hy vọng là cả hai thành viên của đội sẽ nhân sự may mắn của mình lên hôm nay để có thể tích lũy thêm điểm số phần thưởng của mình ạ. Bây giờ thì cả hai thành viên của đội sáng tạo, các bạn đã sẵn sàng rồi chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Vâng. 60 giây bắt đầu. Câu 1, đối tượng nào có thể áp dụng được ISO 14000? A, tổ chức sản xuất kinh doanh. B, tổ chức cung cấp dịch vụ. C, cả hai phương án trên. C ạ. Đúng. Câu 2, các yếu tố tác động đến việc áp dụng ISO 14000 vào tổ chức. A, nhân lực. B, cơ sở vật chất. Hay C, cả hai phương án trên. C ạ. Đúng. Câu 3, xem xét của lãnh đạo theo ISO 14000 là A, là việc lãnh đạo một tổ chức xem xét đánh giá một cách định kỳ về tính thích hợp đầy đủ và hiệu quả liên tục của hệ thống quản lý. B, là cuộc họp định kỳ của lãnh đạo một tổ chức nhằm xem xét về hiệu lực và sự phù hợp của hệ thống. C, là hoạt động điều hành thường xuyên của lãnh đạo một tổ chức. À, đúng. Câu 4, quy mô tài liệu của hệ thống quản lý môi trường phụ thuộc vào A, quy mô của tổ chức, mức độ phức tạp của các quá trình. B, quy mô của tổ chức, loại hình hoạt động, mức độ phức tạp của các quá trình. C, quy mô của tổ chức và năng lực của nhân viên. B ạ. Đúng. Câu 5, chứng chỉ ISO 14000 có hiệu lực trong thời hạn bao lâu? A 1 năm, B 3 năm hay C 5 năm? C ạ. Sai. Câu 5, chứng chỉ ISO 14000 có hiệu lực trong thời hạn bao lâu? A 1 năm, B 3 năm. A. À. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho hai thành viên của đội sáng tạo. Chứng chỉ ISO 14000 có hiệu lực trong thời hạn 3 năm.
Rất tiếc đúng không ạ? Các bạn gần như là đã đi đến đích rồi, gần như là đã có thể có được chiến thắng cuối cùng rồi, chỉ còn một câu trả lời nữa thôi, và giữa hai phương án A và B thì các bạn lại lựa chọn phương án A, không phải phương án trả lời chính xác. Rất tiếc là chúng tôi không thể gửi tới các bạn món quà mà các bạn thực sự rất xứng đáng nhận được. Tuy nhiên thì chúng tôi ghi nhận cái sự cố gắng của hai thành viên đội sáng tạo. Cảm ơn các bạn vì những đóng góp cho chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng là giải pháp công nghệ được chúng tôi giới thiệu trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay, máy sấy phở khô, chắc chắn với tiềm năng của mình sẽ được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Sáng tạo Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.